Bài này các em học bài lũy thừa của một số hữu tỉ. Phần tiếp theo vào phần thứ nhất là lũy thừa của một tích. X gì nhân y tất cả mũ n. Theo định nghĩa thì lũy thừa bậc n của tích x gì nhân y chính là n thừa số x gì y. Vậy ta chưa là một x nhân y nhân x y nhân vân vân nhân x gì y. Ở đây chúng ta có n thừa số. Bằng ta nhóm các thừa số x lại với nhau. X nhân x nhân vân vân nhân x. Nhóm thứ hai là y nhân vân y nhóm. Chỗ này chúng ta có là n thừa số. Đây tạm có n thừa số y. Đến đây lại tạo viết dưới dạng một lũy thừa thì sẽ bằng x xì mũ n nhân với y mũ n. Như vậy ta có x xì nhân y mũ n, ta vừa tính ra được bằng x xì mũ n nhân y mũ n. Đây chính là lũy thừa của một tích. Như vậy lũy thừa của một tích thì bằng gì? Lũy thừa của một tích thì bằng tích của các lũy thừa. Hoặc công thức này ta có thể áp dụng theo chiều ngược lại là x mũ n nhân y mũ n, ta biết là bằng x thì nhân y mũ n. Áp dụng theo chiều ngược lại thì khi nhân hai lũy thừa cùng số mũ thì ta giữ nguyên lũy thừa đó, ta giữ nguyên số mũ và nhân hai cơ số với nhau. Ví dụ hai mũ bốn nhân với năm mũ bốn, đây là nhân hai lũy thừa cùng số mũ. Áp dụng công thức này thì ta sẽ được bằng, ta viết được bằng là ta nhân hai cơ số với nhau, hai nhân năm và giữ nguyên số mũ là bốn, hai nhân năm là mười, vậy mười mũ bốn và bằng 10.000.